Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tại quyết định này, Bộ Tài chính đã lên kế hoạch trong năm 2023 sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành luật thuế có liên quan đến tài sản. Sau khi Quốc hội ban hành luật này, năm 2024, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành thuế có liên quan đến tài sản. Về định hướng xây dựng luật thuế liên quan đến tài sản, Bộ Tài chính cho rằng sẽ ra soát thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Quan điểm tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước. Việc dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất dựa trên cơ sở luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện tại cho phép đánh thuế 0,03% đối với đất trong một lần hạn mức, 0,07% với đất vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% với đất vượt trên 3 lần hạn mức đã điều chỉnh lại, bỏ khung giá đất và giao cho địa phương xác định bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, kể từ năm 2014 cho đến nay, giá bất động sản đã liên tục giữ đà tăng, với mức tăng bình quân hàng năm trên 10% một năm. Thậm chí là nhiều dự án còn tăng trên 20% một năm. Trong khi đó, thì Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra con số khác từ cho thấy, tính đến cuối năm 2021, giá căn hộ chung cư đã tăng bình quân khoảng từ 5 đến 7%. Giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng từ 15 đến 20% và giá đất nền đã tăng nóng từ 20 đến 30% so với thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, hiện không có chính sách kích thích phát triển bất động sản mà chủ yếu là mua bán lòng vòng, găm đất đai để đẩy giá, thổi giá. Do vậy, sẽ để lại rất nhiều hệ lụy. Rõ ràng, cần phải có công cụ thuế sớm chặn đứng hiện tượng đáng quan ngại này. Theo đó, thì các chuyên gia đều đồng thuận rằng việc sử dụng công cụ tài chính về thuế để hạn chế đầu cơ bất động sản là rất cần thiết trong thời gian tới. Với chị Loan, bất động sản là kênh đầu tư tốt và an toàn để nảy sinh dòng tiền. Hiện nay, chị đang sở hữu nhiều bất động sản tại Hà Nội để kinh doanh và cho thuê lại. Trước thông tin Nghị quyết 18 quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, chị cho rằng, về lâu dài, nghị quyết này sẽ không ảnh hưởng nhiều trong việc đầu tư của chị, mà người thuê lại căn hộ sẽ là bên chịu thiệt thòi nhất. Thật ra nếu mà khi mà nhà nước đánh thuế về tài sản thì cái khó khăn nó sẽ dồn vào cho người sử dụng. Thật sự là như thế, tại vì chắc chắn là với chúng tôi khi mà cho thuê cái việc mà cho thuê, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo được cái nguồn lợi nhuận cho mình và tất cả những cái chi phí đấy là đánh vào cái chi phí cuối cùng của người sử dụng. Trong khi đó, các đơn vị kinh doanh bất động sản cho rằng việc đánh thuế vào bất động sản thứ hai sẽ hạn chế được tình trạng đầu cơ, đưa bất động sản về giá trị thực, đặc biệt với những bất động sản liên tục bị đẩy giá, sốt ảo. Cùng với đó, phân hóa rõ được các nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên. Đánh thuế thu nhập bất động sản thứ hai thì chắc chắn là sẽ khó khăn cho nhà đầu tư. Và nghiên cứu kỹ hơn khi mua những sản phẩm bất động sản thứ hai. Đương nhiên những bất động sản mà những có giá trị, tôi tin là vẫn còn có nhu cầu mua. Bởi thân những nơi mà không có nhu cầu sử dụng cao và dân cư vẫn còn thưa thớt và những cái tiện ích không có thì tới đây là tôi tin là cái bất động sản đấy sẽ về cái giá trị tiện cận và thật hơn. Các chuyên gia đều đồng tình việc sử dụng công cụ thuế để kiềm chế tình trạng đầu cơ tích trữ nhà đất tăng cao nhưng không đưa vào khai thác sử dụng gây lãng phí nguồn nhân lực đất đai là cần thiết. Việc áp dụng chính sách thuế được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò điều tiết nhằm tạo ra sự công bằng giữa các chủ thể trong sử dụng đất, góp phần giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và hiệu quả hơn. Giải pháp duy nhất là chúng ta phải cải cách thuế bất động sản. Không có giải pháp nào khác cả. Không ai làm được cái việc là can gián những cái người mà đang có tiền họ mua bất động sản để chờ bán đi, lấy tiền cao hơn. Nếu tất cả là bất động sản làm ra để bán phục vụ con người, nếu chúng ta làm được 100% như thế thì chắc chắn là thị trường bất động sản nó về giá trị thật. Tại phiên chất vấn mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng thừa nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng là một trong những khó khăn cần giải quyết trong thời gian tới. Thị trường bất động sản nước ta hiện nay còn một số cái
cái hạn chế tồn tại chính như sau. Cái thứ nhất là hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và một số văn bản pháp luật khác vẫn còn tồn tại bất cập, cần phải sửa đổi để thống nhất. Và cái chính sách thuế đối với sở hữu sử dụng bất động sản thì cũng còn chưa phân biệt giữa sử dụng và đầu tư, giữa kinh doanh mua đi bán lại, dẫn đến hiện tượng đầu cơ, găm hàng bất động sản. Bên cạnh đó, một lợi ích của việc đánh thuế bất động sản thứ hai sẽ tạo điều kiện cho người có nhu cầu thật có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm trên thị trường, tăng cơ hội mua nhà, ổn định cuộc sống. Quy định về đánh thuế bất động sản thứ hai được dự báo sẽ tác động rất mạnh đến thị trường bất động sản trong ngắn hạn và những nhà đầu tư lướt sóng. Theo đó, khá nhiều ý kiến cho rằng sẽ dễ bị lách luật để đầu cơ bất động sản như là nhờ người khác đứng tên hộ. Thế nhưng trên thực tế, điều này là rất rủi ro. Phân tích sau đây sẽ phần nào giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về nội dung này. Anh Hùng vừa mua tài sản bất động sản thứ hai là một căn nhà trị giá 1,8 tỷ. Anh dự định sau khi đặt cọc 200 triệu và gửi sale bán tranh để lãi ngay với giá 1,9 đến 1,95 tỷ. Trong trường hợp áp dụng đánh thuế bất động sản thứ hai, anh Hùng sẽ phải mất thêm các chi phí, hoa hồng sale, thuế trước bạ mua đã siết chặt, thuế thu nhập cá nhân bán đã siết chặt và cộng thêm thuế bất động sản thứ hai đang dự kiến. Như vậy, anh Hùng sẽ không có lợi nhuận. Để lách luật, anh Hùng quyết định nhờ anh Triều là anh trai đứng tên cho tài sản bất động sản thứ hai là căn nhà 1,8 tỷ mới mua. Lúc này, tài sản trên giấy tờ, về pháp lý, căn nhà đã là của anh Triều. Tuy nhiên, nếu một ngày anh Triều cố tình bán căn nhà hoặc không may bị nợ nần siết tài sản, căn hộ đứng tên anh Triều sẽ phải trả lại hoặc bán đi cho người khác. Lúc này, anh Hùng sẽ bị mất trắng căn nhà đã mua. Trường hợp như thế này hoàn toàn có thể xảy ra khi người mua nhà cố tình đứng tên người khác để trốn thuế. Rõ ràng là khi người đó là đứng tên hộ một cái tài sản thì về mặt pháp lý đấy họ đã sở hữu cái tài sản đó và vì vậy mà họ sẽ bị thi hành án đối với tài sản đó. Với người mà nhờ người khác đứng hộ lại phải chứng minh và khởi kiện lại một cái vụ án khác thì dẫn ra rất nhiều cái tranh chấp ở trong xã hội rất là phức tạp. Chúng ta nghiên cứu học hỏi mô hình của nước ngoài và chúng ta sẽ dần dần xây dựng cái chính sách thuế đối với cái bất động sản thứ hai, cũng có những cái quy định để tránh cái trường hợp là người dân người ta lách các cái quy định của luật, người ta nhờ người khác đứng tên bất động sản để gây ra những hệ lụy xã hội không đáng có. Theo nhiều ý kiến, dù áp dụng mức thu thuế bất động sản thứ hai, những nhà đầu tư chung và dài hạn vẫn có lời khi mức tiền thuế cũng sẽ được cộng vào giá bán và vẫn có khả năng sinh lời. Do đó, nếu cố tình trốn thuế, người dân vẫn phải đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ mất trắng tài sản. Vâng, có thể thấy đánh thuế nhà bất động sản là vấn đề rất được quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau. Năm 2018 thì Bộ Tài chính cũng đã từng lấy ý kiến góp ý dự thảo luật thuế tài sản đối với đối tượng chịu thuế chính là đất, nhà, công trình xây dựng trên đất. Do không nhận được sự đồng thuận nên đã được gác lại. Gần đây, tình trạng sốt đất lại tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, cho thấy việc thu thuế loại tài sản này là điều cần thiết. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cần phải xây dựng một lộ trình tiếp cận từng bước và không nên tạo cú sốc đột ngột khiến thị trường triệt tiêu cơ hội phát triển. Thuế tài sản hướng đến mục tiêu chống đầu cơ nhưng không nên kìm hãm hoạt động đầu tư phát triển vì thị trường địa ốc là nóng sốt hay chuyển lạnh đóng băng sẽ làm ảnh hưởng và dắt dây theo hàng chục ngành nghề có liên quan. Năm 2018, Bộ Tài chính từng lấy ý kiến góp ý dự án luật thuế tài sản với hai phương án về ngưỡng đánh thuế đối với nhà là trên 700 triệu đồng hoặc trên 1 tỷ đồng. Mức thuế suất là 0,3% hoặc 0,4% và đề xuất này đã vấp phải phản ứng từ dư luận nên đã gác lại. Song các chuyên gia cho rằng việc đánh thuế tài sản là một bước quan trọng mà dù muốn hay không chúng ta cũng phải tiến hành. Tuy nhiên, hiệu quả của việc đánh thuế sở hữu đối với căn nhà thứ hai chỉ phát huy tác dụng khi cơ sở dữ liệu nhà đất quốc gia được hoàn thiện. Các dữ liệu tích hợp phải minh bạch, công bằng thì mới tránh được tình trạng gian lận, lách thuế và thu thuế bất hợp lý. Thì nó cần phải có một cái lộ trình. Đó là việc chúng ta phải có một cái thời gian để tập hợp một cái ngân hàng, các cái dữ liệu, các cái bất động sản của từng cái cá nhân và từng cái mảnh đất trong xã hội. Và trên cơ sở đó chúng ta mới có cái cơ sở để mà đánh thuế thì lúc đó nó sẽ đầy đủ và nó sẽ hiệu quả hơn. Trong đó, tùy theo từng vị trí của tài sản, loại hình tài sản mà các mức thuế được đề ra khác nhau. Không thể đánh đồng mức thuế một nhà miền núi với một căn nhà phố vài chục tỷ đồng hay một chung cư cao cấp với một căn nhà giá rẻ. Cần đánh thuế tài sản theo lũy tiến với mức khởi điểm rất thấp.
Từ đó mới đảm bảo người càng sở hữu nhiều nhà càng bị đánh thuế cao. Cuối cùng là không nên đánh thuế tất cả mọi người, chỉ đánh vào người có khả năng nộp thuế và không nên đánh vào hộ nghèo, nhà ở xã hội. Nó sẽ tùy vào các cái mục đích mà các ngôi nhà thứ hai, thứ ba đó nó có giá trị gì, nó có lợi ích gì cho xã hội hay không. Chúng ta phải xem xét là trong ngắn hạn có thể là chúng ta bắt đầu phải làm sao để cho người ta tìm có được cái những cơ chế hoặc là một cách áp dụng nó từ từ hơn, chứ đừng áp dụng cách gọi là ra phát là chúng ta phải áp dụng ngay. Nó rất là khó. Và cái thứ hai nữa là cái việc áp dụng có thể là chọn lọc trên một số loại hình có tính chất đầu cơ nó khá là cao, ví dụ như là đất chẳng hạn. Còn ví dụ những loại hình là đáp ứng cái nhu cầu mà người ta ở, thậm chí có những người ta ở chung cư, ta mua một cái chung cư cho họ, một cái chung cư cho bố mẹ chẳng hạn, nhiều khi nó cũng là một cái nhu cầu chính đáng, nên phải có cái sự phân biệt rõ ràng, chứ không bất động sản lần thứ hai nào cũng đánh nó rất là khó. Nếu như người ta có một cái bất động sản để ở và có một cái bất động sản để kinh doanh thì người ta đã thực hiện đóng thuế đầy đủ cho nhà nước chắc ở cái bất động sản kinh doanh rồi, thế thì không có cái lý gì lại đánh cái thuế bất động sản thứ hai lại cao hơn cái bất động sản thứ nhất, mà họ đều phát huy cái tác dụng đối với xã hội cả. Và vì thế cho nên một số quốc gia người ta đã bỏ cái thuế bất động sản thứ hai mà người ta đánh thuế trên cái mức bình quân đầu người, cái diện tích đất sử dụng, để từ đó đảm bảo cái tính công bằng và cái tính hiệu quả. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng để thí điểm việc thu thuế bất động sản thứ hai, Bộ Tài chính cần xây dựng lộ trình cụ thể về thời gian thực hiện. Theo đó có thể đưa ra kế hoạch thí điểm 2 đến 3 năm tại các thành phố lớn với khâu đoạn ban đầu là đồng bộ về dữ liệu quản lý đất đai, định danh cụ thể người sở hữu nhiều tài sản. Sau đó xây dựng biểu thuế lũy kế từ căn nhà thứ hai trở lên và nghiên cứu mức thuế phù hợp để có thể hạn chế tình trạng đầu cơ nhưng cũng không ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường giao dịch nhà đất. Không chỉ đánh thuế bất động sản mà nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc tăng thu thuế thu nhập đối với người nắm nhiều bất động sản có thể thực hiện được nhưng sẽ không hiệu quả do người đầu cơ có thể vẫn chấp nhận nộp thuế nếu họ lãi lớn. Để giảm thiểu đầu cơ thì nhà nước cần phải tính đến nhiều biện pháp khác. Làm sao để hàng năm giá nhà đất không thể tăng quá cao bằng cách hướng dòng tiền trên thị trường vào đầu tư sản xuất công nghệ và những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng như là phát triển và lành mạnh quá thị trường tài chính với nhiều sản phẩm đầu tư minh bạch và tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, việc thu thuế tài sản bất động sản cũng không nên nôn nóng mà cần làm từng bước để người dân bắt đầu quen dần. Vì vậy, lộ trình thu thuế cần phải được lũy tiến tăng theo các năm. Những việc này khi thực hiện một cách đồng bộ sẽ giúp kiểm soát và thu thuế một cách thuận lợi hơn. Đến đây, chúng tôi xin phép được khép lại nội dung của chuyện trong ngày. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.